Một cú đúp siêu hạng giúp Man City bay cao, hủy diệt Brighton đến 4 bàn không gỡ, đạt cột mốc sánh ngang với Lionel Messi vĩ đại, chen chân vào cuộc đua vá lưới của Premier League và làm vơi đi nỗi nhớ Erling Haaland của các cổ động viên The Citizens. Chàng trai ấy, Phil Foden, lại một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc lên tên bằng phong độ xuất thần chưa từng thấy trong nhiều mùa giải. Có thể Man City đã bị loại khỏi Champions League, nhưng cá nhân Foden lại đang bay cao trên đôi cánh thảnh màn. Không phải Kevin De Bruyne hay là Erling Haaland, Phil Foden mới là nhân vật quan trọng bậc nhất tại Etihad lúc này. Và bạn đừng thắc mắc tại sao phong độ hiện tại, Phil Foden có thể trở thành MVP của Man Xanh ở mùa giải năm nay, lẫn cùng đội tuyển Anh tạo nên lịch sử trên nước Đức ở mùa hè năm nay. Foden đơn giản là cầu trò cưng, là thiên tài kiệt xuất trong tay của Pep Guardiola. Trước khi vào nội dung chính, nhớ để lại một like và một follow cho ekip của Believe in Man Tài nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đêm ngày hôm qua, The Citizen đã có cuộc hành quân xa nhà tới The Amex để thi đấu trận đá bù vòng 29 Premier League với đối thủ Brighton. Với việc trong nhóm 3 đội đua vô địch, Liverpool lại vừa sẩy chân trước Everton ở trận derby Merseyside. Lợi thế dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola là rất lớn để có thể một lần nữa nâng cao danh hiệu xuất sắc sương mù. Quyết tâm giành chọn 3 điểm của Man Xanh càng có cơ sở hơn nữa khi đối thủ của họ, Brighton, mùa giải năm nay đang thi đấu không thực sự tốt và chỉ xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Với lối đá kiểm soát bóng và triển khai tấn công quen thuộc, sức ép là thứ đã được Man City tạo ra ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với Man City được tạo ra ở phút 15 khi Phil Foden có một quả tạt chất lượng ở một pha bóng cố định. Bóng đã hướng đến vị trí của Nathan Ake trong vòng cấm và cầu thủ người Hà Lan chỉ thiếu một chút sự chính xác trong pha băng vào đệm bóng để mở tỷ số. Tuy vậy, Phil Foden và các đồng đội cũng không cần phải tiếc nuối quá lâu. Ngay sau đó khoảng 2 phút, cầu thủ sinh năm 2000 người Anh lại khởi xướng cho một tình huống tấn công khác. Lần này Phil Foden có bóng ở khu vực trung lộ. Cầu thủ nhỏ con có liên tiếp những pha giữ bóng chắc chắn và đi tìm kiếm khoảng trống trước khi xoay người và đưa vào đường chọc khe lên phía trên để Kyle Walker thoải mái tạt bóng vào phía trong. Trong một ngày thiếu vắng Erling Haaland trong tình huống bóng bổng, De Bruyne đã chọn vị trí chính xác để băng vào và có pha ngả người đánh đầu đẹp mắt làm rung lưới thủ môn Steele. Ở pha bóng này có thể nói chính Foden là người khơi mào cho đợt tấn công này. Sự đột biến là thứ đã được thể hiện ở cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 24. Và đó là đóng góp rất lớn cho huấn luyện viên Pep Guardiola trong việc tìm ra giải pháp xe lưới đối thủ. Dấu ấn tiếp theo của tiền vệ người Anh được cầu thủ này mang tới ở phút thi đấu 26. Man City được hưởng quả đá phạt với điểm đặt bóng ngay sát vòng cấm. Góc đá chếch về phía bên phải theo hướng tấn công của đội bóng chủ sở Etihad. Lần này chính Phil Foden là người đã bước lên và chính anh đã trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số. Đó là cú sút phạt mà ý đồ của Foden là một pha cớ lòng hướng về khóc xả. Thủ môn Steele cũng đã bày người. Tuy vậy, chớ trêu thay, bóng lại đập trúng lưng của Pascal Gross và đi đổi hướng, khiến cầu thủ và người hâm mộ Brighton chỉ có biết lặng nhìn trái bóng đi vào lưới. Ngày thi đấu tuyệt vời còn được Phil Foden tiếp nối khi ở phút thi đấu thứ 33, xuất phát từ tình huống vây giáp ngay từ vòng cấm đối phương để khiến Brighton gặp khó trong tình huống triển khai bóng từ phần sân nhà. Sai số đã đến khi đường truyền hỏng tay hại của cầu thủ người trẻ người Argentina, Baco. Bernardo Silva đã thành công cắt được bóng và Phil Foden cũng có cú ra chân chéo góc rất nhanh và hiểm hóc để hoàn tất cho mình cú đúp bàn thắng. Với lợi thế cách biệt 3 bàn chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu, Man City đã chơi bóng đầy tự tin trong quãng thời gian còn lại. Và bước sang hiệp 2, họ có thêm một bàn thắng nữa do công của Julian Alvarez để ấn định ngày thi đấu thăng hoa với thắng lợi đậm đà 4-0. Với cá nhân Phil Foden, cầu thủ này đã được ông thầy của mình rút ra nghỉ, giữ sức ở phút thi đấu thứ 71. Do vậy điều này vẫn không thể làm lu mờ một ngày thi đấu chói sáng đến từ cầu thủ trưởng thành từ chính học viện đào tạo trẻ của Man City. Bên cạnh hai bàn thắng đến từ hai cú dứt điểm, một từ bóng cố định, một từ bóng sống, cùng với đó là pha xử lý mềm mại và đường truyền kiến tạo giúp đội nhà mở tỷ số. Phil Foden còn có cho mình liên tiếp những tình huống cập nhịp, những đường truyền tạo cơ hội và cả những pha xâm nhập vòng cấm vô cùng đáng chú ý. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã sắp xếp Foden chơi một cách tự do. Cầu thủ này thường xuất hiện ở khu vực trung tâm, ngay trước vòng cấm bên phía Brighton và sẽ đưa ra giải pháp tấn công bằng việc di chuyển rộng sang hai cánh cũng như bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm địa như một tiền đạo ảo. Trong một ngày Man City thiếu vắng đi giải pháp đến từ tiền đạo mục tiêu Erling Haaland, cao thủ còn lại đều đã triển khai rất tốt ý đồ của vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha và khỏa lấp sự vắng mặt của tiền đạo người Na Uy. Sau trận đấu xuất sắc của Phil Foden, nhạc trưởng hàng đầu ở tuyến tiền vệ đội bóng chủ sở Etihad thời điểm hiện tại, Kevin De Bruyne, cũng đã không tiếc lời khen ngợi dành cho người đàn em của mình.
Tôi nghĩ Phil Foden đã chơi rất hay ở vị trí trung tâm. Trong trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ cầu thủ chạy cánh nào mà cả hai chúng tôi đều hoạt động ở khu vực trung tâm. Cậu ấy làm rất tốt công việc của mình ngày hôm nay. Và thực tế cậu ấy đã liên tục làm tốt trong khoảng 6 đến 7 năm qua. Foden đã đóng góp vào thành công của chúng tôi trong việc tiến tới những danh hiệu. Và trong năm nay, cậu ấy đã thực sự đạt đến một tầm cao mới. Những lời có cánh mà Kevin De Bruyne dành cho Phil Foden là điều hoàn toàn có cơ sở. Bước vào mùa giải năm nay, Foden đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và anh tỏ ra chín chắn hơn rất nhiều, cả về cách thi đấu lẫn thái độ trên sân. Bên cạnh đó, Foden cũng cho thấy sự cầu tiến khi đang ngày cho thấy sự hoàn thiện của mình cho khả năng chơi bóng. Ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, khi De Bruyne bị chấn thương và phải vắng mặt dài hạn, chính Phil Foden là người đã thể hiện rất tốt để bù đắp khoảng trống mà người đàn anh Kevin De Bruyne để lại. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Brighton, lúc này thành tích ghi bàn của Foden đang là một thông số vô cùng ấn tượng. Tính trên tất cả các đấu trường, cầu thủ 23 tuổi đã có cho mình tổng cộng 24 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Nếu xét riêng ở giải đấu lớn nhất xứ sở sương mù Premier League, lúc này Foden cũng sở hữu cho mình 16 bàn thắng và 7 kiến tạo. Anh đang là cái tên tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 trong cuộc đua giành giày vàng ngoại hạng Anh. Khoảng cách lúc này của Foden đến vị trí dẫn đầu của Cole Palmer và Erling Haaland chỉ còn là 4 bàn. Với việc phong độ đang lên cao, tiền vệ này cũng hoàn toàn có khả năng sẽ vượt lên ở danh sách những chân ghi bàn tốt nhất ở giai đoạn từ giờ đến khi mùa giải khép lại. Cùng với những bàn thắng có được, lúc này Foden đã vươn lên để sánh ngang thành tích mà Lionel Messi hay Erling Haaland từng có được dưới bàn tay của Pep Guardiola. Hai bàn thắng vừa rồi vào lưới Brighton đánh dấu lần lập công thứ 50 và 51 của Foden tại EPL. Qua thống kê, trước đó mới chỉ có hai cầu thủ từng ghi được trên 50 bàn dưới thời huấn luyện viên người Tây Ban Nha ở độ tuổi U23, đó là Messi và Haaland. Điều đó đồng nghĩa với việc Foden đã trở thành cầu thủ U23 thứ 3 có trên 50 pha lập công dưới thời của chiến lược gia Pep Guardiola. Càng đáng chú ý hơn nữa khi số bàn thắng mà Foden có được không hề có bất cứ pha lập công nào được thực hiện ở chấm 11m. Còn khoảng tròn một tháng nữa, Foden mới chính thức đón sinh nhật tuổi 24 của mình. Và rõ ràng tương lai, sự nghiệp phía trước của anh vẫn còn rất dài. Với đẳng cấp và tiềm năng được Foden thể hiện, cầu thủ này hứa hẹn sẽ còn có thêm nhiều bước tiến lớn hơn nữa. Đêm ngày hôm qua, chính huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate cũng có mặt tại The Amex để theo dõi trận đấu này. Có lẽ vị thuyền trưởng tuyển Anh cũng đã phải thầm mừng trong lòng khi theo dõi màn trình diễn của cậu học trò trẻ tuổi. Trong bối cảnh Euro 2024 đang chuẩn bị khởi tranh, nếu như vẫn giữ được phong độ cao như hiện tại và ở trạng thái thể lực tốt nhất, Phil Foden hoàn toàn có thể biến mình thành quân bài quan trọng đưa đội tuyển quê hương tiến xa tại Ngày hội bóng đá châu Âu được tổ chức 4 năm một lần.